Mình tên là Hậu, mình là nhân viên văn phòng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất của công việc nên mình phải ngồi nhiều. Tối về đau nhất, khó ngủ, sau một thời gian thì nổi gân xanh. Mình đã đến bác sĩ khám và được bác sĩ tư vấn dùng thuốc nhưng không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Mình đã tâm sự với bạn và được bạn tư vấn bộ đôi thuốc thảo dược của Mỹ, Bilovan của công ty Bilora. Mình đã gọi đến công ty để nghe tư vấn về thuốc của căn bệnh của mình. Thì chỉ cần sử dụng hai liệu trình là sẽ khỏi. Mình đã mua thuốc về dùng, thì sau liệu trình thứ nhất thì cái dấu hiệu đau nhức mỏi đã thuyên giảm và mình đã ngủ ngon hơn. Mình đã tiếp tục tin dùng cái liệu trình thứ hai và sau 3 tháng sử dụng thì mình đã hết nhức mỏi và các gân xanh ở chân đã không còn xuất hiện. Cảm thấy rất là thích loại thuốc này và sẽ giới thiệu cho các bạn sử dụng.